Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp, xây dựng, giáo dục, rèn luyện và phát triển lực lượng công an nhân dân, trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Trong đó, người đặc biệt coi trọng vai trò của cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với các độc giả quyển sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong công an nhân dân của tác giả Thượng tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm. Cuốn sách này được hệ thống hóa cấu trúc gồm 4 chương. Chương thứ nhất, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Chương thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Chương thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân. Chương thứ tư, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân hiện nay. Chương thứ nhất, tác giả nêu về cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, trong đó nêu lên cơ sở thực tiễn, tiền đề tư tưởng, lý luận, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ qua từng thời kỳ, từ trước năm 1920 đến năm 1969. Cơ sở thực tiễn gồm thực tiễn cuộc đấu tranh của nhân dân ta cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, kinh nghiệm thực tiễn về các chế độ chính trị và tổ chức nhà nước ở các nước khác nhau trên thế giới, thực tiễn hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong các tổ chức cộng sản, thực tiễn hoạt động của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo sự nghiệp giành giữ bảo vệ chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về những tiền đề tư tưởng lý luận, đó gồm giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ nghĩa Mác Lênin, thực tiễn hoạt động của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo sự nghiệp giành giữ bảo vệ chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và các cán bộ qua từng thời kỳ. Tổng cộng là có 4 thời kỳ. Thời kỳ trước năm 1920, thời kỳ 1920 đến năm 1945, thời kỳ năm 1945 đến năm 1954, thời kỳ năm 1954 đến 1969. Chương 2. Nói về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Về cán bộ, đã đề cập đến vị trí, vai trò của cán bộ, đạo đức cách mạng của cán bộ, tài của cán bộ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giữ vững kỷ luật, phong cách quần chúng của cán bộ. Về công tác cán bộ thì đề cập đến công tác lựa chọn cán bộ, huấn luyện cán bộ, hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, yêu thương cán bộ, phê bình cán bộ, kiểm tra cán bộ. Về chương 3, đề cập đến vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong công an nhân dân. Về cán bộ, trong đó đã nêu về khái niệm cán bộ công an, vị trí vai trò của cán bộ công an nhân dân, những yêu cầu cần có của cán bộ công an nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ công an nhân dân và tư tưởng hành động nhân văn của cán bộ công an nhân dân. Về công tác cán bộ, đã nêu lên tầm quan trọng của công tác cán bộ công an nhân dân, công tác tuyển chọn cán bộ công an nhân dân, công tác đào tạo cán bộ công an nhân dân, công tác sử dụng cán bộ công an nhân dân, công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ công an nhân dân, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công an nhân dân và xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ công an nhân dân. Chương 4. Nói về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân hiện nay, trong đó nêu rõ các nội dung về tình hình quốc tế và trong nước, tác động đến cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân, thực trạng cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân, trong đó có quan điểm chỉ đạo của Đảng và của Bộ Công an,
những kết quả và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng và công tác cán bộ công an nhân dân. Có thể thấy, các phương hướng giải pháp mà tác giả đưa ra vô cùng sâu sát, cụ thể và có tính thực tiễn cao, vừa dựa trên lý luận của Hồ Chủ tịch, vừa dựa trên những kinh nghiệm và tác giả tích lũy được trong quá trình công tác thực tiễn của mình. Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, thì những phương hướng, nhiệm vụ mà tác giả đưa ra cũng chính là phương hướng, nhiệm vụ chung của cả lực lượng công an nhân dân cần cố gắng phấn đấu thực hiện. Qua đọc, nghiên cứu về nội dung của quyển sách đã tác động giúp bản thân hiểu rõ hơn về cán bộ, là người giúp đảng, chính phủ xây dựng chính sách, đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn để lãnh đạo nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng nói chung, người cán bộ công an nói riêng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết là ở đạo đức, vì đạo đức là nền tảng, là điều phải có của người cán bộ cách mạng. Muốn làm cách mạng, người đảng viên phải có cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đức, tài phải được kết hợp chặt chẽ với nhau và luôn coi trọng yếu tố đức, đặt đức trước tài, hồng trước chuyên, nhấn mạnh đạo đức là gốc, là nền tảng, song người không bao giờ đặt nhẹ tài năng, phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác là hai mặt không tách rời, hòa quyện vào nhau, tạo nên nội dung căn bản của mô hình nhân cách người cán bộ cách mạng. Để vừa có đức, vừa có tài, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân, người cán bộ phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác Lênin, để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của đảng ta. Phải học tập lý luận, phải nâng cao trình độ lý luận chung của đảng trước hết là của cán bộ, cốt cán của đảng.